cái con nai chọi cái là con đực và cái con đông kia đông táo kia là con đực. Cái con trắng này là con đông táo đúng không? Ừ, 1 2 3 4 con đông táo đấy chứ. À, vậy là còn 4 con đông táo. 4 con. Còn cái con đực to này là mu, cái con kia là lai nha, đây chân nó to, con nhìn cái chân to là nó khác này. Vâng. Đấy. Vậy là 11 con là còn 4 con. Còn 4 con. Vâng. Con này giòn. Thuốc giòn ấy. Giòn là bất gì bất dịch cả đấy. Chuối em Huy cho bây giờ mới ra buồng này. Đấy, có mấy cây con đã này. Đấy. 3 cây nó sống hết này. Đây một buồng nữa này. Ok. À, bọn em cá chê. Rồi, giữ lại cho bác. Chào các bác nha. Hôm nay nhà không có gì ngoài con gà chọi. Nuôi mấy tháng hôm nay mới nướng thử xem nó thế nào. Đấy, tình thơm phức phực. Nhưng mà món đấy, món này thì cũng bình thường thôi, nhà ai cũng có. Cũng có thể có. Nhưng mà món này thì rất ít nhà có. Đây. Review cho các bác một món đặc biệt nha. Tép đồng, đây gọi là tép đồng. Tép này thì đã ướp tiêu, mì chính, nước mắm này. Nên là bây giờ thì sẽ thực hiện cái màn lá nghệ gói tép. Rồi nướng. Mà sao anh thấy cái lá nghệ to lắm mà sao giờ nó nhỏ này? Đây, lá chuối này. Ở dưới huyện này cái gì cũng có, thì tiền là cũng có thôi, thích thì hái là chuối, thích thì hái là nghệ, thiếu cái gì hết đấy. Cá thì đây, cá này câu vài con thả ra rồi ăn không hết. Biết là lá nghệ là kệ hả đấy, để các bạn nghe hết vào đây thì gọi là thơm ngon này, thơm ngon đến giọt cuối cùng. Đây nha, tép đồng nha, tép đồng Cromana đấy, là nước khác đâu. Cuốn hết vào đây, trộn hết luôn. Đấy, chỉ thế này thôi. Rồi, sẽ gói nó vào nước. Cái gà nó chín thì bỏ ra sơi vậy thôi. Quỳ hay là như thế, thành phố không bao giờ có được. Nhìn thì có vẻ xấu xấu ở đây thôi, nhưng mà khi mà nó chín rồi mà. Đây nha các bạn nha, món tép gói lá nghệ, bên ngoài là lá chuối. Đấy. Ở đây. Thế thôi. Khi nào chín sẽ cho các bác được biết kết quả và thưởng thức nha. Gà chọi này. Này nướng con gà chọi xem thế nào.
ngon hơn mức quy định. Cắt cho anh tàu lá chuối. Xin chào. Và bây giờ là thành quả của món tép đồng của Quỳnh Tân Buôn Chấp Corona này các bạn. Gói lá nghệ ngoài vườn không thiếu. Bên ngoài là lá chuối, nóng quá. Không biết là kết quả như nào. Ui à, tuyệt vời luôn. Ui giời, vắt chanh rồi mẹ, tuyệt vời luôn. Yeah. Còn quá mức quy định rồi các bạn. Khoai hồng điện thoại ra. À. Ngon quá mức quy định. Ôi da. Rồi. Bắt cái chanh vẫn là hơi tốn rượu. Rồi xin mời nhá. Mời cả nhà. Mừng 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 mới.